Ngày 29 tháng 4, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo và Ban Liên lạc Hội Cựu Giáo viên Học sinh Trường Nội trú Ninh Bình phối hợp với Quyền Đầm Dơi tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng 3 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thanh Tùng. Theo đó, cây cầu Kinh Sớm Miên ấp Tân Điền B, cầu Ninh Bình ấp Tân Điền A và cây cầu Luân Thanh Tùng ở ấp Thanh Tùng có chiều dài từ 45 đến 54 m, ngang 2,5 m, nguồn vốn từ 385 đến trên 400 triệu đồng. Trong đó, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo và Ban Liên lạc Hội của Giáo viên Học sinh Trường Nội trú Ninh Bình đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ. Về khánh thành và đưa vào sử dụng 3 cây cầu giao thông nông thôn Kinh Sớm Miên, Ninh Bình và Luân Thanh Tùng không những giúp cho người dân và học sinh có điều kiện đi lại thuận lợi mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân còn tặng học bổng xe đạp, gạo cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Thanh Tùng. Con trai hỏi ai cũng có biết là con.